Xin chào thầy, cả bác và các anh em. Công việc của em sau những cái ngày nghỉ thì rất là nhiều. Có rất nhiều các anh em đặt mua vàng số cũng như gửi vàng số căn chỉnh. Thì em tranh thủ giới thiệu các anh em để các anh em có thể là nắm bắt được vàng số em hiện giờ có nhập về để bán. Thì em mới nhập về là hơn 20 chiếc vàng số SISO T5. Đây là những chiếc vàng số SISO T5 mà cái dịp ở trong năm trước Tết em nhập về em bán cho các anh em. Và rất nhiều các anh em là rất hài lòng với chất âm ở trên cái dòng vang số siêu T5 mà em đã bán cho các bác và anh em. Thì em lại tiếp tục nhập về để mà phục vụ các anh em. Thì nó là cái dòng vang số của SISO. Cái tên thì em cũng đã chia sẻ các anh em rất nhiều rồi. Cái tên nó không quan trọng đâu. Cái tên thì nó rất nhiều tên khác nhau. Nhưng mà em là một cái người mà chuyên làm về vang số. Thì cái người mà chuyên thì phải đánh giá được cái chất âm ở trên từng loại vang số. Cho nên cái tên là nó không quan trọng. Và cái dòng vang số này thì trước Tết em nhập về mấy chục chiếc thì bán hết sạch, không còn một chiếc nào. Thì đợt này thì em lại nhập về hơn 20 chiếc. Thì các bác anh em có nhu cầu thì các bác anh em có thể liên hệ để đặt hàng. Thì với cái giá là 3,3 triệu có khiển gửi nhanh cho các bác và anh em. Thì đây là những chiếc vang số rất là đẹp. Những chiếc vang số em bóc chưa hết đâu. Mới bóc một số chiếc thôi. Đây là những chiếc mà đã bóc rồi này. Thế còn rất nhiều chiếc là chưa bóc. Nhưng mà chỉ cần nhìn lướt qua thì cũng biết được là như vậy là cái chất lượng như thế nào. Đây là cái mặt đằng sau này. Thì em giới thiệu vang ấy, em không cần phải giới thiệu về ruột gan linh kiện hay là chip nội chip kia đâu. Không cần phải là giải mã hay là vi xử lý hay là cái gì đâu. Bởi vì nói đúng ra thì vang số ấy, nếu biết làm thì nó hay. Còn không biết làm thì vang đắt tiền nó cũng chẳng hay đâu. Cho nên cái linh kiện, cái chip, cái vi xử lý hay là cái giải mã nó là một chuyện. Đây là những chiếc vang số mà ngày nay em sẽ cài cho các anh em này. Thậm chí là những chiếc vang số mà em nhận được cách đây mấy ngày thì cũng chưa gửi cho các anh em. Bởi vì làm vang số ấy, thì các bác thấy rằng là này, để mà hoàn thiện một chiếc vang số là phải làm thật kỹ với nhiều chế độ khác nhau. Nó khác nhau về effect, khác nhau về âm sắc và rà soát thiết bị của các anh em để các anh em có thể là khi nhận vang số có những cái chất âm mà nó khá hài lòng ý. Thì đối với em là cái người mà ngồi tại chỗ mà căn chỉnh đạt được một cái hiệu suất là 70-80%, phải nói rằng là quá tuyệt vời rồi. Rất nhiều những chiếc vang số mà có nhiều anh em thợ ở nhà làm chất âm chưa đạt yêu cầu thì lại gửi cho em căn chỉnh. Đây như là chiếc DEK 2000 này là 4 thợ đến nhà làm, nhưng mà hôm nay thì em sẽ làm hoàn chỉnh để gửi cho một chú em Hải Phòng này. Rồi chiếc DBS 525 mã thì hôm nay sẽ hoàn chỉnh làm hoàn chỉnh để gửi. Chiếc MK 6500 hôm nay sẽ làm hoàn chỉnh. Có những chiếc mà các anh em đặt mua và có những chiếc các anh em gửi đến căn chỉnh. Ngày hôm qua em nhận được khá nhiều vang số của các anh em gửi đến căn chỉnh. Chiếc vang số Chí Bát 980998 của chị em Lào Cai. Chị em Lào Cai thì gửi hai chiếc, một chiếc là Chí Bát màu vàng, Chí Bát 998 màu vàng. Và một chiếc nó có tên là DH20GHB kìa. Là chú em Lào Cai là gửi hai chiếc. Đây này. Chiếc này là của chú em Lào Cai này. Lào Cai thì cũng có anh em thợ bán âm thanh cũng như là thợ đến tận nhà setup. Thế nhưng em vẫn thường xuyên nhận được vang số của các anh em ở Lào Cai gửi đến căn chỉnh. Và chiếc Theta này ở An Giang này. Chiếc Theta K6 này ở An Giang này. Một bác Bình Định thì đặt một chiếc T5 này. Đây là SISO T5. Bác Bình Định này là đặt SISO T5. Thì hôm nay sẽ cài những chiếc vang số mà các anh em đặt mua cũng như những chiếc vang số các anh em gửi gắn chỉnh. Rất nhiều vang số SISO T5, Theta K6, rồi cái vang mà có cái chữ DH20G, rồi Chi Bát 998, Winder K6, rất nhiều chiếc vang số mà ngày qua em đã giới thiệu các anh em. Thì em làm được hoàn chỉnh thì em đã gửi cho các anh em. Đặc biệt là có một chú em ở An Giang. Chú em này là khách quen của em ở An Giang. Chú này thì em chia sẻ rất nhiều rồi. Chú này thường xuyên là mua thiết bị âm thanh ở các đơn vị khác và gửi cho em căn chỉnh. Một cái niềm tin mà chú này đã dành cho Thanh Hoàng LKTV. Nhưng mà để có được cái niềm tin này ấy, thì chú này cũng được trải nghiệm rất nhiều những chiếc vang số mà em đã từng căn chỉnh. Chú em này là dùng rất nhiều các loại vang số khác nhau rồi ở An Giang. Và bây giờ thì chú lại dùng một chiếc vang số là S800C.
Đây là chiếc băng số S800C. Chú này gửi một bàn mixer này, một bộ mic T1080 Pro của hãng Duberlet. Chú này là gửi bộ mic Duberlet T1080 Pro, một chiếc vang số S800C, hai chiếc có số. Đây là của chị em An Giang, một người đam mê âm thanh và là khách quen của Thanh Hồng Đo Con TV, và đã được trải nghiệm chất âm của Thanh Hồng làm rất nhiều loại vang số rồi. Thì khi mà như vậy là cứ có vang số mới thì chú em này lại mua thì lại gửi đến cho em chỉnh. Thì đây là những chiếc vang số ngày nay thì em sẽ làm hoàn chỉnh, cái nào thì sẽ gửi cho các anh em cái đấy. Và cũng giới thiệu các anh em là có Shizuo T5 và tới đây thì có X12 nữa nhé, X12 bãi. Thì có loại nào thì em giới thiệu trước loại đấy, thì là hôm nay là giới thiệu các anh em là Shizuo T5. Thì các anh em có nhu cầu mua vang số thì hãy liên hệ với em, mặc dù là một người ngồi tại nhà tại chỗ thôi, tại bàn làm việc này thôi, nhưng mà vẫn căn chỉnh để cho các anh em khá hay. Đấy là một cái lời khẳng định của một người chuyên làm vang số